Mình xin chào anh em, mình giới thiệu anh em một cây đèn của anh. Con này của hãng Sco Sewell. Trên này nó có cái Sewell của nó nè, bên trên. Ở đây là cái hãng tên của nó này. Đó. Cái Sewell của nó phía dưới nó cũng có cái logo của nó luôn. Phía dưới thì nó có một cái logo dưới này, mình bấm cho anh em xem. Đây. Ở đây nó có logo. Cái cây đèn này thì trọng lượng nó nặng khoảng hơn 1,1 kg, trọng lượng nặng hơn 1,1 kg, chiều cao của nó được khoảng tầm 21 cm, chiều đường kính của nó khoảng 8 phân. Cái này thì mới chưa sử dụng luôn, mình tất cả nó full bằng thao hết, kể cả cái móc này cũng bằng thao luôn. Cái đèn này của bên dân, mà dân thợ mỏ của bên anh ngày xưa là họ đem vô mỏ họ sử dụng. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem. Cái đế này rất là nặng nha, cái đế, trọng lượng của đế này rất là nặng. Đây. Nó có những cái viền chữ bên trong này, mình mở cái này ra, mình châm dầu vào. Ở đây nó có một cái lỗ để thoát khí, cái hơi để mình cho cái dầu nó có trọng lượng xuống. Cái tim này mình chỉ chỉnh lên trên cao thấp thì mình sử dụng, thì mình rút mình sử dụng thôi. Mình cho ánh sáng đèn vừa phải thôi. Nhìn nó rất là đẹp. Đây, mình cho anh em xem. Gió nó không có tắt được. Đó. Rồi, xin chào anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình. Một cây đèn bảo, mà cây đèn này của dân thợ mỏ của bên anh. Anh em nào sưu tầm thì liên hệ mình. Xin chào anh em.